Video tiếp theo, Đỗ Sinh chia sẻ những tác phẩm cây cảnh trong vườn cảnh nhà anh Truyền Si, Thanh Hà, Hải Dương. Bắt đầu từ tác phẩm cây thị. Thị là một cây ăn quả, nhưng đến đây chúng ta lại gặp một cây thị bonsai rất là đẹp. Một tác phẩm thị có thân bệ rất là kỳ quái. Rất tiếc là mùa này không phải là mùa quả của cây thị. Nói đến cây thị ăn quả, tôi lại nhớ một cái video của nhà bác Nguyễn Văn Ngọ ở Đồng Trúc, Thạch Thất. Đúng mùa Đỗ Sinh đến chia sẻ, quả sai chữ cảnh. Và đây cũng là một cây sị thị rất độc đáo. Ở những cái điểm nhấn nghệ thuật là một cây bonsai thân quái. Chứ nó không phải chỉ đơn giản là một cây thị ăn quả. Và qua ống kính của Đỗ Sinh, tôi cảm nhận một tác phẩm xanh. Chúng ta cùng chia sẻ. Đây là toàn bộ vóc dáng của cây xanh. Tên của tác phẩm là Trực Lập Vọng Vân. Gracias.
Cây xanh này anh đặt tên là gì anh? Ba thân à? Không, nó là cho đặt là tên thì nó không. Cứ cho là Tam Đa đi, Phúc Lộc Thọ đi. Cũng hay đấy, cây này có cái tán đĩa trên hay phết. Tôi chỉ có cái Cây này nó già lắm. tôi chỉ có xếp hạng vườn của anh ấy là vườn của anh toàn những cây già. Vâng. Mà hôm nay tôi nói rồi, một cái đặc điểm chung của vườn anh là toàn những cái cây Vâng. già, Cây gọi là cỏ thì không già, gọi là già khụ. vâng. Đây. Sợ không? Cứ như là anh vừa quét cái gì lên thân cây xanh. Vâng. Cho lên đến tận tay bông luôn cái ngọn của nó như thế này. Khiếp thật đấy, trắng muốt. Đấy. Cây này làm thành một cây độc trụ kình thiên. Đúng là một thân đấy. Nhưng mà tay này nó hơi thấp. Cái tay tay này nó hơi thấp nên nó cao lên bằng cái thêm 20 phân, 25 phân nữa thì cái tên ấy hợp hơn. Nó xẻ xuống hơi thấp. Và đây là tác phẩm Si. Chả biết được người ta đến đây xăm vườn thế nào, nhưng tôi chỉ đến lần đầu tôi làm mấy video, tôi lại rất cảm tình với vườn của anh Truyền về những tác phẩm Si. Cho nên người ta gọi anh là Truyền Si quả là xứng đáng. Không có gì là lạ. Đấy, một tác phẩm Si rất nhỏ thôi nhưng mà rất rất là đẹp. Và đến đây tôi thấy một tác phẩm xanh cũng có cái bóng dáng cũng rất là đặc biệt. Tôi quen miệng tôi cứ bảo là đây là một cây xanh thân quái. Đó, mặc dù tay bông của anh làm chưa hoàn thiện, nó còn hơi gọi là như anh vừa nói là nó lung tung xòe. Nhưng mà ta chia sẻ cái phần thân cũng đã đạt đến điểm nghệ thuật cao như thế này. Đấy. Còn nói đến tuổi cây thì nói đến cái hai chữ già thì xứng đáng rồi. Những tác phẩm trong vườn nhà anh Truyền Si thì quá xứng đáng rồi. Đấy, nhưng mà đây cũng là cái điểm nhấn nghệ thuật của tác phẩm xanh. Là một tác phẩm xanh cổ quái. Chấm từ năm ngoái mới trồng đến bây giờ thì kẹo nó đi cái xanh quê quần cũ. Vâng, một cây xanh, dòng xanh quê là một tác phẩm xanh quần thụ. Và đến đây chả nhẽ tôi lại gọi anh Truyền Si đến, tôi bảo anh quét vôi hay quét sơn vào cái cây xanh này sao? Nhiều người hỏi ông là anh có phun cái gì vào không? Thế nhưng mà kết thúc là anh có phun cái gì vào không? Và bây giờ tôi cũng như mọi người hỏi đấy. Phun thời gian là thôi, chú Đỗ Sình ạ. Vậy là anh phun 5 tháng phải không? Đẹp quá. Một tác phẩm Si xanh xanh cổ. Nó già mà cũng chơi thật đơn giản.
Bởi vì với tác phẩm xanh cổ này tôi thấy là anh để đúng là một vóc dáng rất là tự nhiên. Nó không bị gò ép nhiều. Bởi vì đã là xanh cổ từ mọi ngày các cụ chơi thì thường là dáng thế là dáng tự nhiên. Chứ không thể như bây giờ lối mới anh em mình chơi được. Và cây thường là mảnh cây chứ không có đậm cây như bây giờ. Đấy, như tác phẩm chúng ta đang chia sẻ trước ống kính là một cái đặc trưng của những cái tác phẩm xanh có hàng dăm 70 năm, thậm chí 100 năm từ thời ông cha cụ kỵ của mình chơi để lại. Và để kết thúc video này, chúng ta cùng thưởng thức một tác phẩm Tùng Cối. Hơi ngược sáng gì. Không sao, nó ngược một tí. Bởi vì mình không hất ống kính lên mà sợ. À, lấy thế này xong mình chuyển sang bên kia lấy cảnh thêm. Và chúng ta thấy điểm nhấn của cái tay quặt lại như thế này. Rất là tuyệt vời. Và từ khi tôi đặt chân đến Thanh Hà, tôi có gặp anh Lê Mạnh Thăng. Vâng. Anh có cùng xã với anh Truyền không? Anh ở xã nào? Hợp Hợp Đức. Hợp Đức là xã ông bạn tôi đấy. Ông Nam ấy. Đây là hai anh, một anh này quá say mê cây cảnh, một anh thì rất say mê cây cảnh. Các anh hay thường tụ tập ở đây để thưởng trà và những tác phẩm của các anh thường xuyên được bình phẩm và cũng là tạo tác từ đây. Chúc các anh mạnh khỏe nhé. Và các anh có nhiều được có được nhiều tác phẩm mới để cho chúng tôi và những người yêu bonsai trên cả nước được thưởng thức. Vâng, xin chào các anh. Xin cảm ơn chú Đỗ Sinh. Cảm ơn chú Đỗ Sinh.